Dạ, con khỏe lắm. Ở đây gia đình chú Năm ai cũng đối xử tốt với con hết á, yên tâm. Ba mẹ ở bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Với lại á, chắc là con ở đây thêm một thời gian nữa. Đợi cho mọi việc con sắp xếp xong xuôi hết đó con sẽ về. Ok, dạ, bye bye ba. Ủa, Kiều, chị Liễu. Có chuyện gì mà hớn hở quá vậy? Chị biết tin gì chưa? Tin gì? Cái hôm mà mình cho người phá lần trước đó, hôm nay khách hàng chê, người ta không có nhận hàng. Vậy là con Thùy An với ông Bảo Nam sẽ khốn đốn. Cái này chỉ là mới bắt đầu thôi cưng à. Phía sau còn rất là nhiều chuyện thú vị nữa. Thiệt hả chị? Sao vô này hai người đó thân nhau dữ vậy? Hay là họ có quỷ kế gì nữa đây? Nhìn thấy con An với thằng cha Bảo Nam khốn đốn, trời ơi, trong lòng em rất là hả dạ. Nhớ lại lúc trước á hả, cứ gặp nó, cái mặt nó cứ dinh, thấy mặt ghét. Hay, hai người này đúng là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt mà. Để coi, lần này á thì họ sẽ xử lý như thế nào lô hàng kia. Hai đứa tụi nó, nếu như mà không xử lý được thì chỉ có chết. Bao nhiêu tiền của đổ sông đổ biển hết, làm gì còn vốn để mà duy trì công xưởng của mình nữa. Ôi, nghe tới đó thôi trong lòng hai em người cảm thấy là quá thích. Đáng mà. Hai người đang nói cái gì vậy? Đang cười luôn hả? Cười lên sự đau khổ người khác, hai người vui lắm hả? Anh nghe tin con An nó bị vậy, anh xót lắm chứ gì. Anh còn yêu nó phải không? Anh đi qua bển kiếm nó đi, an ủi nó đi. Đúng rồi đó Khang, em làm như vậy là không được. Dù gì á thì Kiều cũng là vợ sắp cưới của em. Tự nhiên á, bây giờ em binh vực người yêu cũ trước mặt Kiều, em coi như vậy á, có bất công với Kiều không hả? Chị thôi đi. Chị á, chị toàn châm dầu vô lửa không à. Châm hồi nào, sự thật mà. Chị nói đúng đó, anh nghe nhột hả? Nếu mà anh còn thương nó đó, anh chạy qua anh kiếm nó đi, rồi anh an ủi nó đi, coi nó có chấp nhận anh không. Chưa kể là tía của nó nha, tía của nó mà vừa thấy anh á là cầm chổi chạy rượt không kịp. Chứ ở đó mà bày đặt làm anh hùng. Đủ rồi, hai người không cần nói với tôi như vậy. Tôi thích nói đó, tôi cứ nói đó rồi sao? Anh nghe chịu không nổi hả? Nó đã có người khác rồi, đó là sự thật và anh phải chấp nhận. Anh đúng là đồ quá đáng, đáng ghét thiệt. Chị coi cái thái độ của ảnh đó, cái thằng này nó ngu muội lắm. Alo. Được rồi, tôi biết rồi, tôi đến liền. Ủa, chị mới xuống đây mà cũng có bạn nữa hả? À, đây là người quen cũ thôi. Người đó ở Sài Gòn mới xuống. Thôi bây giờ á, có gì em ngồi ở đây chơi đi. Chị đi có một xíu việc. Có gì mình gặp sau nha. Chị đi ha. Ủa, mà mình ở đây mình chơi với ai ta? Alo, tôi nghe. Ai gọi điện thoại cho bà Liễu vậy ta? Ở dưới này ngoài gia đình mình và bà Kiều, bà có quen ai nữa đâu? Ok. Hello ông. Chào cô, mời cô ngồi. Ông chờ có lâu không? À, cũng mới thôi. Thật sự thì lô hàng lần này ông làm rất là tốt, cảm ơn ông rất là nhiều. Còn cái phần tiền thì tôi sẽ chuyển khoản cho ông sau nha. Cảm ơn cô.
Lô hàng đó thật đẹp. Nếu không gặp cô trước thì tôi đã chọn lô hàng đó rồi. Bởi vậy á, người ta mới nói là đồng tiền có ma lực. Thấy ra lô hàng đó do bà gài. Bà chớp vào rồi. Cô thích gì cô cứ chọn đi. Ok. Đúng là lương thang, bán lương tâm. Bây giờ mình có nên dành mặt bà Liễu không?